Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện cùng với nhóm của chú Út đến đây để chở vật liệu và lót cái nền nhà cho cô Phạm Thị Lan. Thì cái căn nhà của cô hôm trước được các cô bác giúp đỡ đó. Sau khi mà Thiện quay lên một video, lúc đó nhà của cô cũng bị tốc mái do ảnh hưởng của gió lốc đó. Thì ngày hôm nay được lót gạch rồi thì ngày mai, ngày mốt đây là mình sẽ dựng nhà cho cô. Đó thì hôm nay con dâu của cô đó thì cũng đã sanh đi đến bệnh viện rồi, thì gia đình cũng sắp sửa có nhà mới. Cái này là cũng tin rất là mừng cô ha. Dạ, mừng lắm mấy dạ. Chú mấy chị mấy anh ơi, dạ, mấy bác đồ đó mừng dữ lắm rồi đó. Dạ, cho con hỏi thăm cô là con dâu cô là đi bệnh viện sanh đi hả? Bệnh viện sanh mà giờ nó bệnh gan bê gì đó mấy chú mấy thím. Dạ. Rồi giờ nó chưa về nữa. Mà sanh chưa con? Sanh rồi. Trai hay gái? Gái. À. Như vậy là bị viêm gan B là con bú sữa được không? Rồi bác sĩ người ta không cho bú nữa. À. Vậy rồi bây giờ ở ngoài bệnh viện rồi ai lo? Rồi hai chị nó mà chị dâu nó đó. Dạ. Rồi giờ đang nuôi ngoại rồi cho Út về đó chú. Dạ. Rồi như vậy khoảng 2 bữa nữa thôi thì tụi con hoàn thành xong cái căn nhà này cho cô. Yeah. Rồi con dâu của cô mà có xuất viện đó thì cũng có nhà cũng có cửa cái nhà vô ở rồi cũng mang ơn dữ lắm rồi đó. Dạ. Cảm ơn dữ lắm đó. Dạ. Thì qua video ngày hôm nay thì cũng rất mong cô chú bác anh chị giúp đỡ thêm cho gia đình một ít tiền để cho chị có tiền mua sữa rồi cho con uống. Tại vì bây giờ chị bị bệnh viêm gan B mà con nó bú sữa không được nữa. Hồi nãy thì cũng có nghe anh chồng chị nói vậy đó, thì phải bú sữa bên ngoài rồi phải tiêm ngừa viêm gan cho mẹ nó để tránh lây truyền từ sữa qua cho con đó. Tôi cũng cảm ơn chú. Dạ. Rồi để có gì con cố gắng con xin cô bác giúp đỡ thêm cho cô ít tiền ha, để có lo cho em bé với lại cho bà mẹ bầu mới sanh. Dạ. Dâu mới sanh á. Dạ. Qua bệnh đó mình đâu có hay đâu chú. Dạ. Rồi ra ngoài đó bác sĩ đã khám gì đó rồi giờ chịu chứ đâu có nói gì nữa. Dạ. Còn mình nghèo thì cũng phải chịu thôi. Dạ. Chứ không có cãi được. Dạ. À, ngày tụi con lót gạch cho gia đình nhà của cô ha. Rồi dạ. Chắc ngày mai để cho nó cứng gạch bữa đó, ngày mốt con dựng nhà là mình có nhà ở rồi. Có nhà ở mang ơn lắm. Dạ. Đó. Coi như là cũng kịp mưa gió tới rồi đó. Ừ. Dạ. Mừng không con? Mừng chứ, mừng dữ lắm luôn á. Dạ. Chứ còn mới rồi là ăn uống được, ăn bữa hai ba chén cơm, ăn bữa một chén còn không muốn ăn hết nữa đó. Dạ. Mình giờ đâu có khả năng đâu mà cất cái nhà đâu. Dạ. Như mấy chú đồ, mấy anh, mấy ở xã đồ giúp đỡ vậy đó. Dạ. Rồi mới có thôi chứ tôi rồi không khả năng cất được cái nhà đó. Dạ. Cũng mừng ơn dữ lắm rồi đó. Dạ. Thì hôm nay Thiện đến đây để cập nhật tiến trình xây dựng nhà của cô Lan gửi đến các cô chú bác anh chị xem. Dạ. Thì bên cạnh đó thì nhóm của Thiện đã dựng xong được một căn nhà ở Thị Liễu bị ảnh hưởng do lốc xoáy, thì hôm nay dựng tiếp tục thêm một căn nữa là được hai căn, thì xong ở bên bản là mình chuyển qua đây dựng cái nhà cho cô Lan luôn. Thì coi như những cái trường hợp mà khẩn cấp mà gấp đó thì mình làm trước mắt là ba cái căn nhà này để sớm hoàn thành cho gia đình kịp thời vô ở, tại vì bị ảnh hưởng mưa gió rồi sập nhà rồi tốc mái bây giờ không còn chỗ ở nữa. Rồi vậy cô, con chúc con nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn dữ. Dạ. Lắm rồi đó. Dạ, cảm ơn chú. Gắng gắng chờ con về hôm nha. Dạ, hai hôm thôi chứ đâu có nói. Dạ. Gì được, mấy chú cho mừng thấy mồ rồi. Dạ. Rồi sau đây một vài ảnh Thiện quay phim gửi đến các cô chú anh chị xem, thì mấy anh em đang cuốn nền rồi lót gạch ở phía sau. Thì đây là cái phần cán cái nền mình lâm le hồ đó, thì cán cái lớp này xong rồi mới lót gạch ở phía trên. Rồi coi như là cái nền hôm trước cuốn đó, thì mình cũng vô cát vô đá rồi xong xuôi hết trơn rồi đó. Bây giờ là cán cái hồ này rồi xong nó gửi hồ dầu lên rồi mới lót đó. Mặc dù là cũng trời có nắng có mưa nhưng mà mấy anh em hôm nay cũng sẽ cố gắng để hoàn thành cái căn nhà này sớm cho gia đình của cô Lan vào đây ở. Thì hiện tại giờ nhà cửa không có còn nữa, chỉ che còn cái mái nhà sau đó che tạm bên đây nè để ở đỡ thôi.
Ở phía sau này thì mình lấy cao su đậy lại, đừng cho nước mưa nó ướt cái phía nãy mấy cá. Tí xíu hết mưa thì mấy anh em lót gạch. Hôm gài trời nắng cũng nhiều lắm cô chú anh chị, mà mới mưa hai bữa nay mưa nhiều. Thì này mùa này mùa mưa cho nên mình cũng không có tránh khỏi mưa gió, mà cố gắng mưa cũng phải làm cho rồi trong nhà này. Mưa càng ngày càng lớn, nhưng mà mình có cao su đậy cũng đỡ. Ở ngoài này hồ rồi cũng hơi khô, mưa xuống ướt là vừa luôn. Chỗ này mưa gió chắc nó tạt hết rồi hả con? Dạ. Thôi mình gắn vài hôm đi coi, chứ nhà mình nó cũng cũ rồi, nhà sao mà. Dạ. Gắn vài hôm mới có nhà đẹp rồi, nhà mới rồi. Dạ. Leo lên cái cây nó chọc ra ngay vào cái ngực một lần. Anh tên gì? Dạ em tên Quý. À. Rồi vợ anh sanh được mấy ngày rồi anh? Dạ mới sanh hồi 9 giờ sáng. 9 giờ sáng hả? Dạ. Đau bụng hôm. À. Đã đi tới ngoài 11 giờ. Rồi anh về đây anh phụ tiếp coi nhà ha, rồi dạ. Ở ngoài ai lo cho vợ? Dạ chị dâu, hai người chị dâu. À. Điều mấy bữa nay còn đi bẻ dừa không anh? Dạ còn, em tính về đi giao dừa đó. Giao dừa hả? Dạ. À. Anh bẻ rồi anh bỏ đấm ở dưới rồi anh về anh tính đi giao. Dạ. Chẳng lương đi được. Rồi anh nói lại cái là vợ anh là sao? Dạ. Là bị như sao? Dạ em bị viêm gan B. À. Đó, nên bác sĩ nói là không cho vợ em bú sữa của con em, bú sữa của vợ em. À. Nếu mà bú sữa phải chích thuốc ngừa. À. Nên hai mũi gì, một bây giờ thì một mũi mà vẫn chết thì mình giờ đang nợ tiền này. Dạ. Rồi sanh vậy rồi có bảo hiểm mà. Dạ, có bảo hiểm. Trong bệnh viện mà. Dạ có. À, như vậy cũng đỡ tốn tiền đường phần ha. Dạ. Dạ sanh đẻ hay sanh mổ? Dạ sanh đẻ. À. Nhưng mà nằm lại lúc này cũng đang yếu ha, vợ anh đang yếu thì dạ. chậm cho về chút để khỏe hả về anh? Thì nào bác sĩ về cho chuyện về. À. Thường là khoảng một tuần bác sĩ mới cho về. Nhưng mà sanh rồi vợ anh thấy cũng khỏe hả? Dạ khỏe. À. Thôi vậy cũng mừng rồi, em cũng hy vọng là cô bác giúp đỡ cho vợ anh với con anh thêm ít tiền ha, để mua sữa mua tả đâu ha. À. Chứ một mình anh đi hái dừa vậy thì cũng không có đủ tiền để lo. Thức cơm hôm giờ hả? Canh hả? Dạ. Nó đau bụng rồi ngồi ẩm dẫn đi tiểu rồi đó. Dạ. Đi khám em phải dẫn đi. Dạ. Ông thì cũng gắng lo cho vợ anh chạy tới chạy lui ha. Dạ. Công việc mình đây cũng không bỏ được. Dạ. Ừ. Mình đi bẻ dừa người ta điện mình bẻ có sẵn thì mình đi giao bọn ấy, mình níu ta lại cho người ta lấy cái khác rồi mình mắc mối cho. Dạ dạ. Vừa bây giờ. Dạ. Nên em mới chạy về kêu chị ra ngoài giữ em chạy về đi giao. À. Ông ta nha.
Rồi từ đây, từ nhà mà anh giao tới đâu lận? Dòng kiền dài xuống nhất rồi, cái chắc hàng. Giao vừa khô à? Vừa khô vừa tươi. À. Chỗ nào là người ta đặt gì thì em mới giao gì đó. Dạ. Vừa khô thì mình lột sẵn. Ừ. Vừa tươi thì mình để nguyên trái mình đi tới. Dạ. Thế giờ vừa tươi anh mua một trái nhiêu? Dạ em mua 1 chục. Bữa thì em mua 50 ngàn. Vậy là 1 chục mua nhiêu trái? Dạ 1 chục 12. À, là 50 ngàn. Còn vừa nhỏ vừa lỡ rồi đó thì em mua 40-35. Ừ. Rồi vừa khô? Vừa khô thì em lột ra bán được 70-70 ngàn. Dạ. Mà lột sẵn rồi. Cũng 12 trái? Dạ. Không. Mà đúng là mình mua thì mua đồ trái nhưng mà giao ra tới 60. Dạ. Mua trái 2 ngàn. Dạ. 2 ngàn. Dạ. Rồi về lột ra. Rồi anh mua dừa vậy anh có cái phương tiện gì ấy không? Gì bẻ không? Hay là tự leo? Tự leo không mà anh chứ cái thang có cái thang mà nó ngắn thì leo bắt lên khúc nào đỡ khúc đó đó. Em bị xiển nữa. Dạ yeah. Dạ. Em bị xiển bây giờ xài thuốc xịt thôi. Nên bắt cái thang được khúc nào cũng nó còn mấy cây cao quá thì mình để mua khô, mua tươi nhưng mà để cho khô mình bẻ. Nhưng mà anh tính tiền ra giá tươi. Dạ. Yeah. Rồi mình vậy mình bỏ lại người ta nói mình mua lựa nắp cây cao bẻ cuốc bỏ lại. Nghề này cũng phải mình cũng phải tính toán ha. Yeah. Rồi vậy cũng cố gắng đi rồi cũng chúc cho vợ con anh cũng được nhiều sức khỏe ha. Rồi cũng chúc cho anh gặp nhiều may mắn nha. Dạ. Dạ. Hiện tại giờ cũng hết mưa, mấy anh em ngày hôm nay là sẽ hoàn thành được cái căn nhà này. Cái nền nhà này thì cuốn lên trên cái nền đất cũ của gia đình đó. Ở bên này thì được 4 cục. Ở bên bển thì được 2 cục rưỡi. Giờ cái nền nó cũng không bằng. Mà nền này thì rất là cao rồi, không có ngập nữa, sau này về sau luôn. Tại dùng này dùng trồng khoai quanh năm đó cô chú anh chị, người ta bơm liên tục á, thành ra lúc nào cái ruộng khoai cũng khô chứ. Thành ra ruộng khoai khô thì cái nền nhà người ta cũng khô theo luôn. Đúng không? Cái dừa rồi nó ra nha. Con về chị bắt con kéo qua lại. Tôi về chị đuổi chị 3 giờ chị đi tôi ra. Con mới đi.